Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Từ Sơn, Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Trung Kiên về hành vi bạo hành con, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 9 tháng 9, một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Từ Sơn, Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Trung Kiên, 47 tuổi, chú P. Đình Bàng, TX Từ Sơn, về hành vi hành hạ con, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tạm giữ hình sự Lê Thị Nương, 36 tuổi, quê H. Mỹ Đức, Hà Nội, người tình của Kiên, để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, ngày 5 tháng 9, Công an tỉnh Bắc Ninh đã giải cứu thành công bé DNA, 6 tuổi, con gái Kiên, bị Kiên nhốt trong nhà, bạo hành nhiều ngày khiến bé gãy tay phải và bị nhiều thương tích trên cơ thể. Thời điểm giải cứu bé NA, công an bắt giữ Nương, còn Kiên đã nhanh chân tẩu thoát. Khám xét tại nhà và xe của Kiên, công an thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại, 2 dao nhọn, 1 khẩu súng K-59 đã lên đạn cùng nhiều tang vật liên quan việc bạo hành bé NA. Khoảng 3 giờ ngày 9 tháng 9, Kiên bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại số nhà 208 Tôn Đức Thắng P. Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Kiên phủ nhận việc bạo hành con gái, chỉ thừa nhận đánh con 3 lần vì bé mắc lỗi và thấy ân hận khi đánh bé gãy tay.